nha. Đó, vị trí kiểu Tết đó mọi người. Này là người ta đến lơ ban ngồi hả? Ai có cây này đẹp vậy? Vô lồng đèn kìa. Cổ cọ thì giờ mình sẽ đi vô trong quán review cho mọi người xem. Đây giờ mình sẽ đi quán cà phê Sành, hay đi chung có Thanh rồi đi chung ha. Tiệm cà phê Sành không gian quán ha. Bước đầu vô đây là quán mới vừa khai trương thôi, mình thấy còn khá là mới luôn á, rất là quán với phong cách rất là thiên nhiên ha. Ở trang trí kiểu Tết đó mọi người. Này là người ta đến đây rất là nhiều. Đây. Vô quầy pha chế, trong thấy quầy pha chế nằm bên trong. Lơ bàn ngồi hả? Ơi có cái cây này đẹp vậy. Vô lồng đèn kìa. Order. Đó, đây là không gian sân ngoài của quán ha. Sẽ đi vô trong. Sao tâm sao đó. Ai ngồi đây được không? À, trước có cái dù kìa. Mai nhìn con mấy cái ghế vô đi. Rồi, xui vô trong ngồi đi, đây ngoài nắng quá ha. Không gian quán cà phê Sành đó. Vô trong luôn hả Thành? Vô trong rồi. Thôi. Cái này để ta chụp hình mà. Đây là không gian ở trong quán mọi người. Đây bên kia nghỉ rồi kìa. Đây bên kia nghỉ rồi kìa. Không gian ở phía trong quán đó mọi người. Quán Sành. Đây có mấy cái kệ kìa. Thôi có đây có người ta đi rồi kìa. Con qua bên đó luôn. Ủa vậy? Chắc sắp đi rồi đó. Dạ, ở trong quán thì có cái góc để chụp ảnh đó mọi người. Đó thì mình có thể thiết kế chụp Sành cà phê. Ở trên có cái quạt kìa. Mình có thể đến đây thôi chụp hình nha. Đây có cái view để nhìn ra ngoài, cửa kính trong suốt đó mọi người. Bên kia có bức tường màu vàng kìa. Giờ đây là menu của quán Sành cà phê ha, cà phê cho người Sành mọi người. Đó menu mình thấy cà phê sữa đá, sữa đá, cái keo sữa nóng, món nóng. Còn ba kè chè trái cây, trời chè trái cây nữa nè. Menu của quán này ok quá ha. Soda, nước mát, kem bắc, đá me, dừa đá, đá chanh, chanh dây đẹp, đẹp vậy. Ơi xin tố này cho bận ngon cái coi nhé nha. Dầu gì quá. Trà sữa đó nè. Nói chung là quán này giá thấy cũng bình dân quá ha. Mình uống trái dừa đi, khỏi trái dừa đá, trái dừa không. Khỏi bó đá. Khỏi trái dừa đâu rồi.
không gian ở bên trong không có cái kệ. Đây không gian mặt trước ha. Ờ đúng rồi, chứ vừa nha. Phía trước đó mọi người. Ủa này nó chưa dọn hả? Mày kêu uống gì? Để nguyên trái đi, không có đá nha, không có đá vô đấy chứ vừa lạnh thôi. Chè bị mất. Phục vụ là trà đào cam xã. Cái này là gì? Cái này là gì? Trà đào cam xã. Có xã nữa kìa. Có miếng đào nữa không? Ủa giống hạt kia quá vậy. Cái dừa. Ôi có ly gì có táo kìa, ngon quá vậy. Ủa hơn không có hả? Vậy là ăn hơn, nhìn đi. Nhìn đi. Cái này là gì vậy, đẹp vậy? Ngon mi. Ngon mi. Được hả? Ngon thành. Được hả? Được sao nói không ngon hả? Được không? Được thôi hả? Nói thiệt lòng thì được hả? Ngon. Lạc hả? Khanh thả nó ăn tự nhiên quá. Bóp táo ăn. Ngon Ngân? Ngon Ngân? Được thôi hả? Ở đây có mấy cái góc chụp ảnh rất là đẹp nè mọi người. Cái cây có lồng đèn treo lên á, có bao lì xì nữa. Đây không gian ngoài trời, ở đây thì mình thấy có cung đường đi lên trên ha, có sân khấu trên này để tổ chức nhạc nha, không có tít ở trên này mọi người. Sân khấu ngoài trời. Ở đây thì mình thấy có mấy cái lồng đèn treo mà rất là đẹp ha. Đây có không gian là bức tường, tường màu vàng với khung cửa sổ. Không gian quán ở ngoài. Đây quán buổi tối có mấy cái lồng đèn nè mọi người. Lồng đèn có con kỳ nhông với nó luôn kìa. Góc bên này có chứa trà chiêu ha. Đó nhìn rất là đẹp. Cái mặt trước tiếp giáp với quốc lộ nè. Bên này có mấy cái pho tượng. Đây có bức tượng nè mọi người, pho tượng để nước chảy xuống ha. Ở đây trên mấy cái bàn nhỏ người ta một trồng một tiếng hoa nè mọi người. Mấy cái bàn nhỏ. Cái khoai. Với cái tách trà có quạt kìa, cây đào, cái dòng chữ nó đẹp LVDVK, cái góc trên cái kệ, tượng của quán với trang trí tranh trắng. Đây cái view trước mà nhìn ra ha, đó phía trước quán là có
mình đậu xe thì mình đậu ở ngoài nhé. Quán sành cà phê, cà phê cho người sành, có địa chỉ là ở 68 tỉnh lộ 861 An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang mọi người. Đây quán, trong quán thì có mấy cái luống hoa ha, mấy cái trồng hoa rất là đẹp luôn mọi người, hoa vàng vàng nhỏ nhỏ. Đây quán trang trí mấy cái phần gốc nhỏ nhỏ này rất là đẹp, trồng cây xanh dài luôn. Mình một gốc trong phòng máy lạnh. Quán mình cũng có thiết kế là treo mấy cái lồng đèn nhỏ nhỏ như thế, mấy cái lồng đèn nhỏ nhỏ. Ở đây mình đặc biệt thích thú ha, với cái mấy cái lu nhỏ nhỏ như thế này mọi người. Đó, có thêm phần gáo dừa đó nè, cái gáo dừa mất nước. Mấy cái lu